Chào mừng cô chú anh chị em mình đã quay trở lại kênh Bếp Nhà Mai Ngọc. Hôm nay xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm cho em món bánh dân gian nha. Ngày xưa mỗi lần mà mẹ đi chợ về thì trong giỏ lúc nào cũng sẽ có một vài loại bánh dân gian. Và đây là một loại không thể thiếu nè, là bánh da lợn nha. Cái loại này thì ăn nó rất là ngon nhưng mà rất là dễ ngán, cho nên là mẹ hay mua món này nè. Tại vì nhà có tới 4 anh em lận, nhưng mà ngày xưa cũng không có đầy đủ như bây giờ, nên là mẹ mua món bánh này ăn cho nó ít hao. Cùng vào bếp với em nha. Đậu xanh cà tách vỏ rồi nè, loại này thì em mua trong siêu thị á, nó không có bị mọt. Em mua ngoài tiệm tạp hóa một lần rồi mà đem về mọt quá trời à, không xài được nên chạy đi mua lại nè. Đậu mình đem đi vo sạch nè, rồi để cho nó ráo nước bớt, rồi cho vào nồi mình chuẩn bị nấu nha. 50g đậu thì mình sẽ sử dụng là 200ml nước lạnh nha. Nước này là nước bình thường thôi nha các chị. Lúc đầu thì mình để mức nhiệt cao để mà cho nó nổi bọt lên, mình sẽ hớt bọt. Sau khi hớt bọt xong rồi thì mình sẽ hạ nhiệt xuống ở mức nhiệt trung bình nha. Lúc này thì mình không có cần đậy nắp đâu, cứ để ở mức nhiệt trung bình cho nó sôi như vậy ha. Rồi mình cho vô một chút xíu muối nha các chị. Nó sôi tầm khoảng 10 phút thì nước nó cũng đã cạn rồi. Thì mình sẽ lấy nắp đậy lại và hạ ở mức nhiệt nhỏ nhất nha. Để cho cái hạt đậu của mình nó nở bung ra. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi vắt nước cốt dừa. Ở đây em có 300g dừa nạo sẵn nè. Cho nước vô để vắt được 450ml nước cốt nha. Vắt nước cốt xong thì cái nồi đậu của mình nó cũng đã chín rồi, nó nở bung ra như thế này rồi. Nhưng mà mình không có làm liền, mình cứ đậy nắp mình để đó đi một chút xíu, nó sẽ bung lên, nó không có bị dính cái đáy nha. Đây là phần bột để chuẩn bị cho cái lớp màu vàng, lớp đậu nha. Bánh của mình muốn cho nó mềm, nó dẻo, để lâu nó không có bị cứng á, thì chị em mình sẽ dùng bột năng với lại bột mì, không sử dụng bột gạo nha. Cái nồi đậu của mình nó cũng đã nguội được bớt rồi nè, rồi mình sẽ cho tất cả các bột vô đây để mà mình xay nó nha. Nước cốt dừa thì phần này em sử dụng là 350ml nước cốt nha. Đường ở đây em sử dụng đường cát, 110g đường cát. Bột năng cho phần này thì em có 70g. Bột mì là 10g. Mình sử dụng bột mì đa dụng nha các chị. Rồi, tất cả đã xong rồi thì mình sẽ quậy đều lên ha, quậy lên một chút xíu xong rồi mình sẽ cho vào máy mình xay cho nó mịn hơn nha. Để tạo thêm hương vị cho cái món bánh của mình thì mình sẽ cho vô đây là 2 hỏng vani. Nếu như mà mình có tinh chất vani thì mình cũng cứ cho tinh chất vô nha. Ở đây em sử dụng là bột vani là 2 ống. Rồi bây giờ mình cho tất cả vào cối mình xay cho nó nhuyễn nha. Cái cối này là cái cối mini, dung tích của nó là chỉ có nửa lít thôi, nên là mình xay cái này là vừa đủ luôn nha. Rất là nhuyễn luôn, nhưng mà mình cũng phải rây lại một lần nữa nha. Rồi những cái lợn cợn như thế này thì mình bỏ ra nha. Sau khi mình rây xong thì mình dùng muỗng mình quậy thêm một chiều như thế này nè. Mình quậy tầm khoảng 1 phút nữa nha, cho bột nó đều lên. Tiếp theo là đi chuẩn bị lá dứa. Ở đây em có một nắm lá dứa như thế này nè, tầm khoảng là 25g lá dứa nha. Cái lá này nó cũng dài cho nên là mình phải cắt nhỏ ra, bỏ vào cối cho nó dễ nha. Sau khi cắt thì mình sẽ cho hết vào cối để mà mình xay. Thì mình sẽ cho vô đây hơn 300ml nước để mình xay. Lát nữa mình sẽ lấy lọc cái nước nó ra nha. Cái cối này nó nhỏ nhưng mà nó khỏe lắm mấy chị. Xay cái gì nó cũng nhuyễn nhừ hết trơn á. Xay xong rồi thì mình dùng cái rây nè, rồi mình lọc bỏ cái xác nha.
lấy được 300ml nước lá dứa nè, rồi mình sẽ cho vô đây là 100g đường. Bột năng cho phần màu thì mình sẽ có là 135g bột năng, 15g bột mì đa dụng, 100ml nước cốt dừa. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng quậy lên cho nó tan bột nha. Rồi tới khúc này để cho bột nó mịn nó nhuyễn á, thì mình sẽ rây qua nha. Cái nào mà nó không có tan ra được á, thì mình sẽ rây như thế này là nó sẽ mịn, nó sẽ nhuyễn, nó sẽ tan ra được thôi. Phần đường mình quậy nãy giờ nó cũng chưa tan hết nè, mình bỏ qua đây mình rây luôn cho nó tan nha. Nhớ là phải rây qua nha các chị, để bánh của mình nó mịn, nó dẻo, nó ngon hơn nha. Sau khi mình đã rây xong rồi thì mình cũng sẽ cho cái muỗng vào mình khuấy theo một chiều nha. Khuấy tầm khoảng 1 phút để cho nó hòa quyện lại với nhau. Mém xíu nữa là quên rồi. Bánh ngọt thì mình phải dằn lại chút xíu muối nha, để cái độ ngọt của nó không có gắt. Quậy đều để cho nó tan muối nè và bột của mình nó hòa quyện lại với nhau. Tiếp tục mình sẽ để yên khoảng 30 phút cho bột nó nghỉ nha. Trong thời gian này thì mình sẽ chuẩn bị khuôn. Cái khuôn mình hấp bánh thì cần phải sâu lòng. Và cái nắp hấp bánh thì mình sẽ lót vải để cho nó không có bị tôm mồ hôi. Thoa dầu vào khuôn để làm nóng khuôn cái đã. Xong rồi mình sẽ tiến hành mình đổ bánh nha. Lớp đầu tiên em sẽ đổ lớp có đậu xanh là màu vàng nha các chị. Trước khi đổ mình sẽ quậy lên một lần nữa, quậy theo một chiều thôi nha. Để cho bột nó không có bị lắng xuống nè. Mình quậy đều lên rồi mình sẽ sử dụng cái cốc này mình đổ luôn. Cái cốc này là 125ml nha các chị. Khuôn nó đã nóng rồi, mình đổ bột vô luôn nha. Nhớ thoang lớp dầu cho nó không có bị dính. Lớp đầu tiên này thì mình sẽ hấp trong 5 phút nha các chị. Đậy nắp lại để mà mình hấp bánh nha. 5 phút thì lớp bánh của mình nó vừa chín tới nè. Mình sẽ đổ lớp thứ hai là lớp màu xanh. Thì trước khi đổ mình cũng quậy lên nha. Quậy lên để cho nó đều, nó không có bị lắng. Rồi mình sẽ đổ cũng là 125ml luôn nha. Tiếp tục đậy nắp lại hấp trong 5 phút nữa. Em hấp bằng cái nồi điện đa năng. Em để ở chức năng là nấu lẩu. Nhưng mà ở mức nhiệt là ở mức nhiệt 3 nha. Không có lớn quá cũng không nhỏ quá. Rồi cứ thế mà mình lần lượt mình hấp từng lớp nha các chị. Cứ 5 phút mình sẽ đổ một lớp. Và cái lớp cuối cùng á thì chị em mình đổ xong rồi. Mình sẽ đậy nắp kín lại và tiếp tục hấp thêm 30 phút nữa nha. Đổ bao nhiêu lớp thì tùy chị em mình nha. Mình thích ăn dày thì đổ nhiều lớp, còn thích ăn vừa vừa thì đổ vừa phải thôi nha. Mình canh thời gian để mà mình hấp thêm cho nó chín bánh, hoặc giả là mình có thể thử bánh bằng cách là dùng cái cây tăm nhọn nè. Mình sẽ xơm xuống bánh, nếu như cái đầu tăm mà nó còn dính bột như thế này là chưa chín lắm. Mình đậy nắp lại và hấp thêm vài phút nữa nha. Và đây là thành phẩm của mình sau khi mình hấp được 35 phút nè các chị. Mần cái bánh này thì cái khâu chuẩn bị nó không có tốn nhiều thời gian. Nhưng mà cái khâu hấp bánh nó mất nhiều thời gian của mình lắm. Bánh của mình là sau một đêm nè các chị. Em làm xong làm hơn 10 giờ. Rồi em để cho nó qua một đêm nó nguội lại thì cái màu nó cũng hơi đẹp hơn ha. Rồi ở đây mình cắt bánh để nó không có bị dính vô cái dao của mình cắt. Thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình quấn cái dao lại nha. Mình nhẹ nhàng mình nảy lên như thế này. Rồi mình sẽ chút bánh ra. Đây thành phẩm của mình đây nha các chị ơi. Mới dở ra là cảm nhận được cái mùi rất là thơm rồi nè. Cầm lên thì nó núng na núng nính như thế này nè chị em. Cái mặt dưới nó hơi dính vào khuôn nên nó không có bóng đẹp. Còn ở trên nè nhìn các chị nhìn nè. Ấy nó rất là bóng luôn ha. Nó rất là đẹp luôn. Giữa các lớp thì nó đều. Nó không có bị tách lớp nè. Hình thức như vậy là ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra và cùng nhau thưởng thức để xem cái hương vị của nó như thế nào nha.
Hôm nay em hết bao tay rồi mà mình làm ở nhà ăn nên là các chị em cũng thông cảm nha, đừng nói tới cái chuyện bao tay nha. Rồi mình sẽ cắt lại từng miếng hình thoi nhỏ nhỏ như thế này nè để cho nó dễ ăn. Bánh của mình mềm dẻo, độ ngọt vừa phải, mùi thơm hòa quyện. Hương lá dứa, hương vani, độ bùi của đậu xanh nữa, rất là ngon luôn nha. Một món bánh tuổi thơ. Xin mời cô chú anh chị em mình cùng ăn với gia đình em nha. Nhìn dĩa bánh của mình núng na núng nính nè. Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em ạ. Nếu thấy video hữu ích á, thì cho em xin một lượt đăng ký kênh để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều ạ.